Một mùa Giáng sinh lại về. Chúa Giêsu là nguồn bình an, là niềm hy vọng, là nguồn sự sáng. Ngài đem đến sự hòa bình cho muôn dân. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh tràn đầy ý nghĩa và luôn gặt hái những thành công trong tương lai. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả quý vị.